vì em là nắng, anh là mưa, chẳng ngại đến gần em mà cưa. Chẳng thể biết được em lừa ta, chỉ để ý là em ta lừa. Vì em là nắng, anh là mưa, chẳng ngại đến gần em mà cưa. Chẳng thể biết được em lừa ta, chỉ để ý là em ta lừa. Vì đủ em từ giây phút mình mới vừa chào nhau. Không phải biết phương nên anh sẽ không có cú lừa nào đâu. Anh như chết chín, ấy, bởi vì quên em không nổi như lấy tình cảm chia cho chính mình. Yeah, thương không đủ. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình một cái mới. Chúc anh em làm việc, học tập có thật là nhiều sức khỏe em nhá. Ok, thì trong clip hôm nay thì mình đến cho anh em là mã code mới nhất của ngày 14 tháng 3. Mã code dành riêng cho những anh em gọi là theo dõi mình từ lâu này. Đấy, hoặc là theo dõi video sớm nhất này. Đấy, có thể nhận được mã code này từ mình. Gọi là mã code này cực kỳ ngon luôn. Đến thời điểm hiện tại thì nói chung là không phải code từ nhà phát hành mà là code từ mình. Đó, code của trong kho mình kiếm ra, mình được cho anh em. Code thì nói chung là nó có từ 5 đến 10 lần nhập này, rồi có từ 10 đến 20. Nói chung là có code từ 1 đến 5 lần nhập, nói chung là rất nhiều phần quà luôn. Đấy, anh em nào code càng ít lần nhập, quà càng VIP, ok cho anh em. Đó, thì nếu mà mình có một cái code lần nhập ấy mà quà đấy cực kỳ VIP luôn. Anh em nào mà muốn nhận được quà đấy á thì anh em nhớ là comment bên dưới này cho mình này, xem video sớm nhất để clip sau mình sẽ gọi là hướng dẫn cho anh em một cách để anh em có thể là nhận được gói với VIP hoàn toàn free nha. Clip trước thì mình đã dành tặng riêng cho là 5 bạn rồi. Đấy, thì có 5 bạn đã comment đi game và mình tặng cho bạn ấy mỗi bạn là 5 gói về VIP đó. Thì nói chung là khá là nhiều bạn cũng gọi là xin cái gói thế nhỉ. Đây, ở đây thì có một cái gói mới ra này. Gói này gọi là ngày cái gì ấy? Ngày thánh ba chi cô à. Sao anh em? Đấy, thì có bộ con trai là bọn gái này. Thì nói chung là có một trang phục này. Thì anh em nào mà thích cái bộ này mà không có kim cương để lấy ấy thì anh nhớ là comment xuống dưới cho mình để có thể nhận được phần quà từ mình 100% anh nhá. Đây là cái bộ gấu gì nè. Gấu này thì mình thấy nó hơi fail một tí, nó không phải gọi là đẹp lắm. Đấy, thì bộ này nói chung là mình có rồi. Anh em nào thích bộ này thì cũng comment xuống dưới cho mình tặng cho anh em nốt luôn. Đó, khá là nhiều phần quà để dành riêng cho anh em. Đấy, còn anh em nào mà muốn được có gọi là nhiều quà giống mình này. Đây, trang phục đá quý, áo bộ đồ cũ giống mình này thì nhớ là comment xuống dưới cho mình. Mình sẽ gọi là tặng đá quý cho anh em, tặng cho anh em một bộ đá quý nhá, tặng một đồ bộ đồ ngủ cho anh em. Đấy, thì ok, clip này thì mình sẽ để code ngẫu nhiên cho mình cho anh em. Đấy, anh em nào yêu quý mình này, xem video mình nhớ lại cho mình xin một like, một đường đăng kênh, một chia sẻ đăng ký cho mình biết để nhận được phần quà từ mình nha. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em một cách để anh em có thể là nhận được kim cương đá quý hoàn toàn là free, không mất mát một thứ gì của anh em hết nhá. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em nhá. 6.000 đồng trong tài khoản hoàn toàn là free anh nhá. Đó, thì mới vào đến trang chủ này thì anh em nhớ là nhấn vào con vịt này để nhận được kim cương miễn phí nhá, hoàn toàn là free luôn. Đấy, nhấn được 276 kim cương rồi. Ở đây thì nói chung là mình mới có 6.000 thôi, mình chuẩn chưa test được vòng quay nào. Thì vòng quay đá quý, vòng quay tiền sao thì chỉ có là 29.000 một lượt quay thôi. Và vòng quay đá quý anh em thấy khá là nhiều em quay chưa? Đến lượt quay là những là 502.000 lượt quay. Đó, thì anh em sẽ chờ mình một chút, mình sẽ đi cộng tiền, mình sẽ đi gọi là nạp tiền, đi mua thẻ cào, mình nạp tiền vào trong shop để có thể là test vòng quay cho anh em xem nhá. Đây, thì anh em chờ đợi mình một tí thôi. Rồi ok, thì nói chung là mình vừa đi ra ngoài tạp hóa để mình mua một cái thẻ để có thể là vào nạp vào test shop cho anh em. Ở đây thì mình sẽ làm mới xem là đã có tiền cộng tiền nhá. Đấy, thì nói chung là mình đã nạp cho mình là 300.000 rồi, khá là nhanh, tiền lên khá là nhanh thôi anh em ạ. Đấy, cộng tiền vào khá là nhanh nên là anh em nào mà có nhu cầu ấy thì có thể là vào trong shop này và test nhân phẩm của anh em với một lượt quay chỉ 29.000 thôi. Ở đây thì mình sẽ test nhân phẩm trước tiên của mình nhá. Trước tiên sẽ là mình sẽ có là bao nhiêu gọi là nhân phẩm mình bao nhiêu nhá. Ở đây thì cái bảng bên này thì anh em thấy khá là nhiều anh em có thể trúng được là 999.000 này, 280.000 này, 750.000 này đấy. Khá nhiều anh em có bạn này thì không gọi là hơi ấy thôi, nhân phẩm hơi không tốt tí thôi. Đấy, ở đây thì mình chơi thử trước nhá, chơi thử xem là mình nhân phẩm mình chơi thử sẽ được bao nhiêu nhá. Nào, ra được bao nhiêu cương đây? Ui, ra được 750 đá quý anh em ạ. Đó, nói chung là chơi thử nhân phẩm mình khá đen để mình test thử với nhân phẩm gọi là vòng quay luôn nhá. Đây, chỉ với 29.000 một lượt quay xem mình là có thể là trúng được bao nhiêu cái gì gọi là đá quý nhá. Ui, cái gì đây anh em? Vừa mới nhân phẩm vòng quay đầu tiên thôi mà đã ra được thế này rồi thì anh em lại bảo là sao, tại sao mình không giàu đúng không? Đấy, được hẳn là 999.999 đá quý. Ui, thế này thôi chứ vào shop làm gì nữa anh em, giàu quá thế này thôi. Đây, mình test nhân phẩm tiếp vòng quay thứ hai nhá. Đó, anh em bảo là sao mình không giàu đi đúng không? Đấy, test tiếp nè. Ui, cái gót gì đây anh em?
288 nguyên. Ui. Đấy anh em bảo thế mình không giàu đi. Vòng quay cuối cùng này, mình test nhân phẩm vòng quay cuối cùng xem là mình sẽ được bao nhiêu nhá. Nào, con số gì đây, con số gì đây? Rồi, 9999 đá quý. Đó anh em thấy thế là bảo đủ giàu cho anh em. Đủ đây anh em có thể là đi mua nhà rồi mua siêu xe tặng quà cho mọi người chưa? Ở đây thì mình sẽ quay lại trang chủ này, mình giúp vật phẩm nhá. Mình sẽ giúp vật phẩm về nick của mình anh em ạ. Đây, hiện tại ở đây là mình đã có là 129.000. Đâu? Bao nhiêu đây nhỉ? Ui 1 triệu mấy anh em ạ. Đấy, 1 triệu mấy mình không đọc được, mình không đếm được anh em. Đấy thì mình sẽ rút về ID game của mình là ITB này. ITB à. ITB X này. Hùng. Đây. Hùng DZ này. Đó đúng không anh em? Đây thì mình sẽ xóa dấu cách ở đây đi. Đây thì đây là một cái ID game của mình nhá. Đây mình cái tên game chứ. Mình sẽ rút cho mình là gói là 9999 đi. Nhấn thực hiện nào. Đó, bạn vừa rút thành công cho ID game Hùng Mẫn Nick. À quên, ID game Hùng ITBX Hùng DZTV này. Đấy, thì đây mình sẽ làm mới xem là Kim Cương nhá, mình làm mới này. Đây. Thì đã thành công nhá, đây thành công rồi nhá. Đây, đấy anh em thấy chưa? Đã thành công với loại rút 9999 rồi. Đây thì nói chung là mình chỉ tốn gọi là có 300.000 và mình tốn bây giờ mình tốn 90.000 thôi anh em ạ. Tốn tầm khoảng 8 mấy nghìn là đã được gọi là 1 triệu mấy kim cương rồi. Đấy anh em thấy thế là đủ giàu cho anh em. Ok, còn nếu mà anh em nào muốn có nhiều đá quý như mình này thì hãy đến ngay với trang chủ nhá. Đường link trang chủ mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em. Anh em vào nhớ là làm đủ các bước nhá, thủ tục nạp thẻ các thứ này. Đấy nhớ làm đủ bước để có thể là nhận quà. Trong đây hoàn toàn là free nha. Còn bây giờ quay lại clip để có thể là tiếp tục video nhá. Rồi ok anh em, thì chung là mình vừa quay trở lại gọi là trong game Play to Weather anh em ạ. Đó thì nói chung là kim cương của mình nó đã vào nick rồi khá là nhanh thôi. Đấy, còn anh em nào mà trước đây từ mình cho rút được cho anh em nhá, thì em nhớ là báo cáo lên nhà phát hành giúp mình để mình có thể là để kim cương có thể là vào nick nhanh hơn nha. Tại vì là mình có làm bên nhà phát hành ấy nên là người nhà phát hành có duyệt nhanh giúp mình để mình làm video cho anh em đấy. Nên là anh em nào mà gọi là xem video mình nhớ là cho mình xin một like này. Còn mà giúp kim cương lâu này thì anh em nhớ là báo cáo lại cho mình này, hoặc là báo cáo lên nhà phát hành để có thể là kim cương vào nick nhanh hơn nhá. Đó, rồi ok thì kim cương thì nói chung đã vào nick rồi. Thì anh em nào muốn có nhiều kim cương như mình này, nhớ là nhấn vào đường link. Đường link trang chủ mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em. Anh kéo xuống phần mô tả này, gọi là nhắm vào đường link, nó sẽ đem tới thẳng trang chủ của nhận đá quý free nhá. Đó thì ok, thì còn anh em nào mà muốn gọi nhận thỏi vàng free ấy, hoặc là cũng muốn có thỏi vàng nhiều thì nhớ là comment dưới cho mình sẽ tặng cho anh em. Đó, thỏi vàng nói chung là không có là đắt đâu anh em ạ. Mình cũng gọi là còn thừa 3 thỏi vàng trong đây nữa. Nó chỉ là 50.000 một gọi là 100.000 một bộ thôi. Đấy anh em mình tặng cho riêng cho là 5 bạn nhanh nhất là mất 500.000 rồi. 500.000 là được anh em bộ đồ ngủ nhá. Tặng 5 bạn nhanh nhất bộ đồ ngủ này để anh có thể là mặc và đi khoe mẽ đúng không anh em. Đấy giờ anh em bảo là không người không có tiền, người ta kiểu như là có, ví dụ như là có gói VIP đi thì anh em người ta không có bộ đồ ngủ này, người ta nhìn anh em cũng nó cũng gọi là với một ánh mắt khác đúng không anh em. Đó ok, thì cốt ngày hôm nay mình sẽ để ngồi nhiên cho mình cho anh em nhá. Anh em xem kỹ video của mình nhận quà nhận mã cốt từ mình nha. Ok cho anh em. Ok thì nói chung là video mình ở đây khá là dài, chắc mình kết thúc tại đây thôi. Anh em thấy video mình hay thì nhớ là cho mình xin một like, một lượt đăng kênh này, một lượt chia sẻ link trang fanpage để nhận được phần quà từ mình nhá. Ok còn bây giờ thì bye bye anh em, bye bye.